Tại sao bàn là hơi nước của thương hiệu Philips với model MGC 3929 lại được thiết kế không có núm điều chỉnh nhiệt độ? Đây cũng có lẽ là một thắc mắc của rất là nhiều người, là tại sao một cái model cao cấp như là GC 3929 của Philips lại được thiết kế là không có núm điều chỉnh nhiệt độ như các dòng bàn là hơi thông thường. Thì hôm nay em xin giải đáp rằng là với model GC 3929 của Philips thì được thiết kế sử dụng công nghệ tiên tiến nhất là công nghệ FT1 thêm, một công nghệ mới trong bàn là hiện tại bây giờ thì chắc cũng chỉ có Philips có thôi. Đấy, đây là một cái công nghệ mà tự động cảm biến gia nhiệt phù hợp với tất cả các loại vải. Đấy. Anh chị sẽ không bao giờ sợ là mình sẽ bị cháy các loại vải mỏng, bởi vì nó sẽ gia nhiệt phù hợp tới các loại vải thô cứng như là vải jean đến các loại vải mềm mỏng như là vải van, vải lụa. Đấy, thì đều có thể phù hợp hết, nó sẽ gia nhiệt tự động rất là phù hợp luôn. Đây là một cái công nghệ tiên tiến, công nghệ mới. Kể cả là khi mà anh chị có để trực tiếp bàn là nghỉ ở trên cầu là hay là trên mặt là hay là trên mặt quần áo, để thật trực tiếp úp mặt xuống như thế này thì cũng sẽ đảm bảo nó không bao giờ cái mặt là này sẽ làm cháy thun cái vải của mình. Cái này thì đã được kiểm chứng rồi nên anh chị rất yên tâm.